được là những, thì các bạn thấy là khi mà chúng ta, nhưng đó cũng là một thử thách cho các thương hiệu, khi mà các bạn đã tạo ra cho khách hàng một cái kỳ vọng, đúng không ạ, một cái niềm tin rằng là cái thương hiệu này nè, mỗi lần á mà nó đưa ra một cái sản phẩm mới á, thì sẽ có một cái điều rất là bất ngờ và một cái điểm đột phá là cực kỳ lớn ở trong cái thương hiệu đó, thì chính cái điều đó nó sẽ tạo ra một cái thử thách trong cái thương hiệu đó, cho cái thương hiệu đó. Bởi vì các bạn thấy nè, cái kỳ vọng của người tiêu dùng á là nếu như các bạn ra một cái sản phẩm mới thì phải có một cái điểm đột phá, đúng không ạ, và họ kỳ vọng, họ chờ đợi cái điều đó. Và các bạn học trong cái nguyên lý marketing, cái điều cơ bản là gì ạ, để mà khách hàng không bị thất vọng, để một người không bị thất vọng á, thì cái kỳ vọng của họ phải gì các bạn, hả, phải ngang bằng với gì các bạn, với cái thực tế mà họ nhận được. Cho nên là các thương hiệu khi mà họ tạo ra được một cái lớp thứ năm như vậy rồi đó, thì tất nhiên là nó sẽ có lợi thế như cô đã nói với các bạn. Tuy nhiên là có những thương hiệu thì họ xem đó là một cái thử thách cho chính bản thân mình luôn. Cái thời kỳ mà công nghệ phát triển á, thì các bạn thấy là gọi là cái việc ứng dụng công nghệ hoặc là tìm ra những cái công nghệ mới á, nó không có thuộc về một bên nữa. Nó không có thuộc về một một bên hoặc là một cái đối tượng nào đó nữa, mà rất nhiều các công nghệ khác nhau ở trên thế giới nó được sinh ra. Và các bạn thấy là cái việc mà các bạn đưa ra một cái sáng chế và các bạn đi đăng ký, thì nếu như các bạn đưa ra và các bạn đi đăng ký sớm, thì các bạn những người còn lại sẽ mất quyền, mất quyền sở hữu cái công nghệ đó, và bắt buộc nếu như chúng ta muốn tìm một cái mới thì chúng ta phải tự phát minh ra một cái mới nữa. Thì các bạn phản, và rất nhiều các công ty cùng gia nhập vào một cái đoạn thị trường như vậy, thì các bạn sẽ hình dung là rất khó để chúng ta tìm ra được một cái điểm gọi là cực kỳ nổi bật. Bởi vì nó khó lắm, tại vì là dường như là những cái ý tưởng ha, nó gọi là nó full hết rồi. Và bây giờ để tạo ra được một cái ý tưởng mà gọi là mới, mà có ý nghĩa và gọi là đột phá thì rất là khó. Đó. Cho nên là có những cái thương hiệu người ta lại gì ạ, gọi là tạo ra cái sự thất vọng cho khách hàng. Có lấy ví dụ như là iPhone chẳng hạn, thì các bạn thấy là gần gần những cái năm gần đây á, thì nó mất dần đi cái cảm nhận của khách hàng về cái lớp sản phẩm thứ năm này, tức là cái sản phẩm kỳ vọng này, nó mất đi cái cảm xúc của khách hàng khi mà họ 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 hồi hộp, họ chờ đợi và có kỳ vọng, bởi vì họ thất vọng quá nhiều lần. Có nghĩa là khi ra một cái sản phẩm mới, họ kỳ vọng là nó phải có một cái gì cực kỳ mới và cực kỳ đột phá, nhưng mà các bạn thấy không, thậm chí là có nhiều người họ so sánh cái iPhone 11 và cái iPhone 13, tức là qua hai đời ha, nhưng mà nó cũng chẳng có gì khác biệt nhau ngoài cái việc là cái màu khác nhau, đúng không? Đó, thì các bạn thấy là khi mà chúng ta tạo ra một cái kỳ vọng cho khách hàng, thì chúng ta phải cố gắng đáp ứng cái kỳ vọng đó, thì chúng ta mới duy trì được gọi là cái hình ảnh và cái định vị của thương hiệu của mình ở trong mắt khách hàng. Nhưng mà không phải là dễ dàng gì mà chúng ta làm được điều đó, đúng không? Thì các bạn thấy là cái kỳ vọng, cái cảm nhận của khách hàng đó chính là cái phần mềm trong một cái thành phần của thương hiệu, đó là cái thành phần về về cảm xúc ha, về cảm xúc, những cái yếu tố mà đặc biệt do một thương hiệu có thể tạo ra cho khách hàng và tạo ra những cái cảm nhận đó. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là để mà chúng ta có thể phân biệt được rõ hơn cái phần chức năng và cái phần cảm xúc đó nó thể hiện như thế nào á, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái phần nội dung sau. Bữa chúng ta đang dừng lại ở đây đúng không? Rồi, ở đây ha, bữa chúng ta đang dừng lại ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thử là như vậy thì chúng ta có thể phân biệt được một thương hiệu bao gồm một sản phẩm và phần tăng thêm, và một
cái gọi là sản phẩm mà không bao gồm thương hiệu ở trong đó nó sẽ khác nhau ở những cái điểm nào. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là thương hiệu là tất cả những cái thứ mà công ty cung cấp cho khách hàng, và sản phẩm là một yếu tố, đúng không ạ, là một yếu tố trong toàn bộ giá trị của thương hiệu, và nó thể hiện qua là những cái công dụng, những cái lợi ích nè, rồi mẫu mã, rồi là những cái thiết kế ở cái sản phẩm đó, và những cái yếu tố mà nó mang cái tính phần cứng này là những cái mà được sản xuất tại nhà máy ha, được thiết kế và sản xuất tại nhà máy, và nó được xem như là cái phần vật lý hơn, cái phần xác, và cái đặc điểm của nó đó là cái chu kỳ ngắn và rất là dễ lỗi thời, và cái sự thay thế cái sản phẩm cũ và đưa ra một cái sản phẩm mới thì nó phải diễn ra liên tục. Thì các bạn thấy là nó mang cái tính chất vật lý, và cái phần cứng nó là một cái vật thể, và nó được thể hiện với việc là chúng ta sử dụng những cái nguyên nhân vật liệu ha, sử dụng những cái công, và khi mà các bạn cầm cái sản phẩm đó ở trên tay á thì gần như là nó vô tri vô giác ha, và chúng ta có thể ước tính được cái giá trị của cái phần sản phẩm đó. Khi các bạn học về kế toán giá thành sản phẩm thì các bạn cũng đã biết được cái cách để chúng ta ước tính giá trị của một cái sản phẩm rồi, đúng không? Tuy nhiên thì các bạn thấy là khách hàng họ mua cái gì? Nếu như là chúng ta chỉ bán cái phần cứng đó thôi thì khách hàng sẽ phải tìm ra cái lý do vì sao họ mua, vì sao họ mua trong rất nhiều các cái sản phẩm như vậy. Vậy thì thương hiệu chính là cái mà khách hàng mua, họ mua cả cái phần cứng và cái giá trị cảm nhận về mặt mặt gọi là cảm xúc của họ nữa, và nó là cái phần hồn, và nó tồn tại và nó sống lâu hơn rất là nhiều. Thì các bạn thấy là ví dụ như trường hợp của Nokia chẳng hạn, điện thoại của Nokia, thì các bạn sẽ thấy rõ nhất như chúng ta tập trung quá nhiều vào cái phần xác và không quan tâm tới cái phần hồn thì có thể là chúng ta sẽ không có thành công nữa. Thì các bạn thấy là Nokia là một trong những thương hiệu đầu tiên và rất là nổi tiếng về điện thoại di động, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy là cái thương hiệu Nokia bây giờ nó còn nổi tiếng không các bạn? Và Nokia, các bạn nào biết bây giờ nó thuộc cái thương hiệu Nokia này thuộc sở hữu của bên nào không ạ? Các bạn nào biết không? Các bạn nào có thể trả lời được không? Thì các bạn thấy là bây giờ thì Nokia đã thuộc về số các bạn sáng chế thì đã thuộc về cái quyền sở hữu thương hiệu của Microsoft ha. Thì lý do vì sao mà cái Nokia nó không thể tồn tại và nó phát triển như là các cái thương hiệu điện thoại di động khác, thì các bạn thấy là sinh sau đẻ muộn trong các cái thương hiệu điện thoại hiện nay thì các bạn thấy là cái thương hiệu gọi là có cái giá trị cảm nhận cao ở trong lòng khách hàng, cũng như là nó chiếm một cái vị thế lớn, một cái tỷ trọng lớn, cũng như là cái thị phần ha, cái thị phần cũng lớn luôn chứ không phải là ít. Đó là gì ạ? Đó là iPhone. Tuy nhiên các bạn thấy là iPhone là một cái thương hiệu nó ra đời gọi là sinh sau đẻ muộn ha? Nó sinh sau đẻ muộn chứ nó không phải là sớm. Sớm thì chỉ có Nokia, rồi tới gì các bạn Samsung, rồi gì BlackBerry. Tuy nhiên là các bạn thấy là hiện tại thì những cái thương hiệu mà cô vừa mới kể ra đó thì nó chỉ còn có cái Samsung ha, còn cái Samsung, còn cái BlackBerry thì nó cũng gần như là giờ thì có thể là các bạn thấy là rất là ít luôn, ở Việt Nam mình là dường như không thấy luôn, đúng không? Trước đó thì có tồn tại song song với cái giai đoạn Nokia với lại Samsung thì có Motorola. Còn bây giờ thì các bạn thấy là nổi lên là gì? iPhone này, Apple này, vân vân, một số các cái thương hiệu nhỏ khác nữa. Tuy nhiên là
Trường hợp của Nokia thì nó bắt đầu từ là một cái vị trí number one ha trong cái thị trường về điện thoại di động, nhưng mà các bạn thấy là nó rất là chậm chân, nó rất là chậm chân trong việc là chấp nhận và đuổi kịp cái công nghệ. Thì các bạn thấy là cái sự thay đổi từ công nghệ gọi là điện thoại cơ sang cái điện thoại cảm ứng thì đó là một cái xu hướng. Tuy nhiên là Nokia là một trong những cái thương hiệu dẫn đầu, gọi là anh cả đó, nhưng mà lại không bắt được cái xu hướng này, cho nên là các bạn thấy là bị Samsung chiếm cái vị trí và dẫn tới cái việc là phá sản, và phải bán đi cái thương hiệu của mình cho Microsoft. Thì Microsoft hiện nay người ta cũng đã kinh doanh cái mảng sản phẩm đó là điện thoại di động, là họ bắt đầu kinh doanh từ cái lúc mà họ mua lại cái thương hiệu của Nokia đó các bạn. Tuy nhiên là họ vẫn bán dưới cái sự kết hợp của thương hiệu Microsoft của mình. Thì các bạn thấy là cái thương hiệu là cái phần hồn, tức là nó sống, nó tồn tại lâu hơn. Nếu như chúng ta làm được tốt thì nó gần như sẽ tồn tại mãi mãi và là một cái phần cảm tính, tức là nó tạo một cái sự hài lòng cho khách hàng bên ngoài cái việc là cái phần cứng mang lại cho các bạn nữa ha. Tức là nó có hồn, nó có cá tính và nó sống động hơn. Ví dụ như là khi mà các bạn mặc trên người một cái chiếc áo chẳng hạn thì nó sẽ có một cái phần cứng, hoặc là bạn đi một chiếc xe mục đích của mình, phục vụ nhu cầu của mình, cái lợi ích của nó mang lại là cái phần cứng. Tuy nhiên là cái việc các bạn cảm thấy là yêu thích ha, cảm thấy tự hào hả, cảm thấy thoải mái, cảm thấy tự thỏa mãn khi mà các bạn sử dụng một cái thương hiệu nào đó, một cái hàng hiệu nào đó chẳng, thì các bạn thấy là cái yếu tố nó không tạo ra được từ cái phần cứng mà nó tạo ra được từ cái phần hồn. Và cái yếu tố này nó là phi vật thể đó, nó vô hình và nó rất là khó có thể định giá được. Ví dụ như là các bạn thấy là có những người gọi là thuộc cái team của Coca-Cola chẳng hạn, thì các bạn luôn luôn thích uống Coca-Cola và không thích uống Pepsi. Đó chính là cái mà các bạn cảm nhận, tức là cái phần hồn á. Nhưng mà cái phần cứng nè, khi cô hỏi các bạn các bạn yêu thích Coca-Cola, vậy các bạn tả lại dùm cho cô cái mùi vị của nó được không? Hoặc là cô nói với các bạn là vậy vậy, các bạn nói là các bạn thích Coca-Cola hơn, còn Pepsi thì là chán lắm. Vậy thì các bạn có thể phân biệt được cái sự khác nhau trong cái mùi vị của Coca-Cola và Pepsi được không? Một cách rõ ràng để mà các bạn khẳng định được là các bạn vì sao các bạn thích cái Coca-Cola mà không bao giờ đụng tới Pepsi không? Rất là khó, đúng không ạ? Rất là khó để chúng ta có thể giải thích được cái điều đó ra. Tuy nhiên là chúng ta vẫn khẳng định như vậy và cảm nhận được cái điều đó. Thì các bạn thấy là Revlon là một thương hiệu nổi tiếng về mỹ phẩm đúng không ạ? Và CEO của Revlon đã có một cái câu nói rất là nổi tiếng, đó là trong nhà máy thì chúng tôi sản xuất ra cái cây son môi, nhưng mà ở ngoài thị trường thì chúng tôi bán cho khách hàng cái niềm tin và cái niềm hy vọng. Đúng không? Đó là cái điều mà khách hàng mong muốn có được. Cái sự tự tin, cái niềm tin của họ nó được tăng lên, và cái sự hy vọng là khi họ sử dụng cái sản phẩm này thì họ sẽ đẹp hơn, họ sẽ tự tin hơn, họ sẽ thể hiện được cá tính của mình hơn. Đó chính là những gì mà Revlon muốn bán cho khách hàng, chứ không phải là những cái món sản phẩm mỹ phẩm vô hồn kia. Để cho chúng ta thấy được là gì ạ? Cái sự khác biệt nhau giữa cái sản phẩm và cái thương hiệu. Và ở đây chúng ta cũng mà thấy được cái sự hình thành và phát triển của cái nhãn hiệu và cái thương hiệu. Thì các bạn thấy là như hôm bữa cô nói với các bạn đó, chúng ta phân biệt những cái thuật ngữ ví dụ như là thương hiệu đúng không ạ, và cái nhãn hiệu. Cái nhãn hiệu là cái gọi là cái mà các bạn đi đăng ký á, cái trade name hay là cái gọi là cái brand name, là cái mà các bạn đi đăng ký. Và cái brand là cái thương hiệu, là nó là cái phần hồn, cái mà do khách hàng người ta tạo ra chứ không phải là do doanh nghiệp tạo ra. Thì các bạn thấy là cái nhãn hiệu á,
thì nó sẽ hiện diện trên cái văn bản pháp lý, tức là các bạn sẽ đi đăng ký kinh doanh, các bạn đi đăng ký cái tên hiệu của sản phẩm, các bạn đi đăng ký bảo hộ độc quyền cho cái tên hiệu này. Tức là nó hiện diện là gì, cái tên hiệu này, cái tên sản phẩm hay là gọi là cái trade name này, nó thuộc cái quyền sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn nào đó, hoặc là thuộc quyền sở hữu của một cá nhân nào đó, và các bạn đi đăng ký thì nó hiện diện trên cái văn bản pháp lý, và nó là cái phần phần xác, cái phần cứng ha. Và để mà hình thành được thì các bạn có thể tự nghĩ rằng đi đăng ký thì chúng ta có thể là có hai cách để chúng ta làm. Một là chúng ta tự bộ phận marketing hoặc bộ phận quản lý thương hiệu, người ta làm thiết kế, hoặc là nếu như công ty của chúng ta không có bộ phận này chuyên làm thì chúng ta có thể đi thuê ở ở bên ngoài để mà người ta làm cho mình. Rồi ví dụ như là các bạn thấy là chúng ta có thể là thông qua luật sư hoặc là cái hệ thống pháp lý của nhà nước hoặc là một cái quốc gia đó để mà chúng ta đăng ký và bảo vệ, và chúng ta sẽ xây dựng trên hệ thống về luật nhãn hiệu và thông qua những cái định chế pháp luật liên quan. Còn cái thương hiệu á, thì là các bạn thấy là gì ạ? Cô nói với các bạn là khi mà chúng ta đặt tên á, chúng ta có được những cái đó rồi á, thì nó là một cái tên vô hồn thôi. Còn để cho nó thành một cái thương hiệu, nó có một cái giá trị, thì đó là một cái quá trình, và do ai ạ? Do khách hàng người ta cảm nhận. Nên là nó gọi là gắn liền với uy tín và hình ảnh công ty. Bởi vì khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu đó thì chúng ta sẽ tiến hành một cái hoạt động là định vị. Nha. Cái định vị đó chính là cái quá trình mà chúng ta tạo một cái vị trí gì đó trong trong cái suy nghĩ của khách hàng, là chiếm lĩnh một cái vị thế nào đó nổi bật trong hàng loạt các cái nhãn hiệu khác ở trên thị trường. Thì các bạn thấy là ví dụ như là các bạn uống một cái chai sữa gì đó, các bạn bị đau bụng, thì có thể là các bạn không nhớ được cái mùi vị, hoặc là cái chai sữa làm cho bạn đau bụng là cái gì, nhưng mà các bạn sẽ gọi là chỉ nhớ quy cái trách nhiệm cho cái thương hiệu đó. Cho nên là nó gắn liền với cái uy tín và hình ảnh của công ty. Bởi vì khi chúng ta định vị có nghĩa là chúng ta cam kết, chúng ta hứa với khách hàng một cái điều gì đó. Và khi mà chúng ta cam kết và chúng ta hứa thì cái đó nó sẽ thể hiện cái uy tín của một cái doanh nghiệp. Và chúng ta có giữ uy tín được hay không thì nó sẽ thông qua việc chúng ta thể hiện đối với khách hàng. Đúng không ạ? Thì các bạn thấy là cái quá trình tạo ra đó thì nó sẽ diễn ra là doanh nghiệp xây dựng nhưng mà khách hàng công nhận, chứ không phải là tôi tự xây dựng và tôi tự công nhận là tôi là người vậy, không phải. Các bạn xây dựng một hình ảnh nhưng mà người khác nhận, nhìn vào các bạn, nhìn nhận các bạn như thế nào, công nhận các bạn như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Thì nó sẽ do những cái nhà quản trị thương hiệu đảm nhiệm, như là tạo cái tiếng tăm này, rồi là làm thế nào để tăng cái sức, gọi là tăng cái giá trị cảm nhận của thương hiệu lên, tăng sự liên tưởng, tăng cái khả năng nhận biết cũng như là sự trung thành của khách hàng đối với cái thương hiệu đó. Và khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu thì chúng ta dựa trên cái hệ thống tổ chức của công ty, nghiên cứu thị trường, rồi là chúng ta dựa trên những cái hiểu biết đó, chúng ta sử dụng những cái kênh truyền thông, những cái nội dung truyền thông marketing một cách hiệu quả để có thể xây dựng nên cái hình ảnh đó, để nó có thể hiện diện được ở trong tâm trí khách hàng. Thì đó là cái cách mà chúng ta gọi là phân biệt giữa cái nhãn hiệu và cái thương hiệu. Vậy thì các bạn thấy là thương hiệu của chúng ta rõ ràng là nó sẽ gồm có hai phần. Thương hiệu của chúng ta nó sẽ gồm có hai phần. Là phần xác và phần hồn. Thì các bạn thấy là
Thật ra cái cấu tạo của thương hiệu ở đây nè các bạn nè, là nó gồm có hai phần, và hai phần ở đây á nó đều do công ty mình phải xây dựng lên. Ví dụ như là hồi nãy thì các bạn thấy là cái thương hiệu, cái brand á, thì do khách hàng người ta cảm nhận, và một một cái gọi là một cái trade name nó có thành một cái brand hay không á thì do khách hàng, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích về cấu tạo thương hiệu á thì chúng ta sẽ thấy là nó có phần xác và phần hồn. Phần xác ở đây đó là gì các bạn? Đó là những cái giấy chứng nhận này, những cái tên gọi này, rồi những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái màu sắc, những câu khẩu hiệu, những cái kiểu dáng trong cái thiết kế thương hiệu. Thì cái những cái yếu tố này đó thì cũng do ai ai ạ à? Cũng do doanh nghiệp mình thiết kế ra. Và cái phần hồn, tức là cá tính, niềm tin, ấn tượng và cái cảm nhận, gọi là cái đặc tính thương hiệu á, thì không phải là tự nhiên khách hàng cảm nhận, mà chúng ta đang cố gắng là gì các bạn? Định hướng cho khách hàng, định hướng và mô tả bản thân mình cho khách hàng một cách đúng đắn, gửi thông điệp một cách hiệu quả nhất để khách hàng có thể nhận được cái thông điệp đó và giải mã ra đúng cái cá tính, đúng cái đặc tính thương hiệu mà mình mong muốn. Thì các bạn thấy là đây là cả một quá trình, đúng không? Cả một cái quá trình mà một doanh nghiệp người ta cố gắng để mà đạt được, để mà tạo nên. Và nó không dễ gì tạo nên được, nhưng thực tế các bạn thấy đã có những thương hiệu rất 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 là thành công, rất là thành công và rất là gần gũi với chúng ta hàng ngày luôn. Và cái thương hiệu không những là thành công ở một cái địa phương hoặc một đất nước nào đó, mà là một cái thương hiệu toàn cầu, ví dụ như là Coca-Cola, ví dụ như là Pepsi, ví dụ như là Kellogg, ví dụ Toyota, vân vân, hoặc là những cái thương hiệu toàn cầu chứ không phải là một cái thương hiệu mang cái tính chất địa phương ở một cái đất nước nào đó nữa. Thì các bạn thấy là xây dựng thương hiệu là khó chứ không phải là dễ, khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà mỗi một công ty như vậy thì hãy nên cố gắng làm thế nào đó để mà xây dựng nên cái thương hiệu của mình ha. Rồi thì các bạn thấy là cái cấu tạo thương hiệu á, nó sẽ gồm có hai phần. Phần mà chúng ta phát âm được, thì phần chúng ta phát âm được đó là tên của công ty. Ví dụ như là Unilever, đúng không? Đó cũng là một thương hiệu của công ty. Nhưng mà công ty thì kinh doanh nhiều sản phẩm, và mỗi một sản phẩm như vậy người ta lại xây dựng một cái hình ảnh thương hiệu riêng nữa, thì đó là tên thương hiệu của sản phẩm. Nó là ví dụ như là đô này, rồi là các bạn cũng có thể thấy được những cái phần khác phát âm được khác, ví dụ như nó thể hiện qua một cái đoạn nhạc hát hoặc là một cái bài hát, tức là chúng ta có thể cảm nhận qua cái yếu tố đó là thính giác ha, rồi là câu khẩu hiệu, câu slogan á, thì đó cũng là một yếu tố thuộc về thương hiệu, ví dụ như là BTS nâng niu bàn chân Việt, chỉ có thể là Heineken chẳng hạn. Và yếu tố thứ hai là phần mà chúng ta không phát âm được, thì chúng ta có thể nhận biết được, ví dụ như hình cái dấu dấu tích của hãng Nike chẳng hạn, màu sắc ha, màu đỏ của Coca-Cola này, rồi ví dụ như là màu xanh của Heineken nè, rồi ví dụ như là màu màu xanh, màu xanh lao, gọi là màu xanh đó, màu xanh lá cây ấy, ha, của Seven Up này, đúng không? Rồi chúng ta cũng có thể phân biệt qua các cái kiểu dáng bao bì thiết kế, ví dụ như là cái kiểu chai nước khoáng của La Vi ha, cái kiểu chai nước khoáng của La Vi chẳng hạn. Thì các bạn thấy là trước đây đó thì La Vi người ta không có đăng ký gọi là cái kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp. Coca-Cola thì có đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tức là các bạn thấy là cái hình của cái chai Coca-Cola đó thì đã được đăng ký về cái kiểu dáng công nghiệp rồi. Cho nên là các bạn thấy là những cái chai nước giải khát khác, ví dụ như là Pepsi chẳng hạn, người ta không thể nào bắt chước một cái hình dạng vậy mà ha, không thể bắt chước được, bởi vì đã đăng ký rồi về kiểu dáng công nghiệp rồi. Thì các bạn thấy là trước đây á, thì có một cái giai đoạn khoảng cỡ năm 2000 2000 2000 lẻ mấy ha, thì La Vi bị gọi là
là nhiều la liệt ở trên thị trường luôn. Và dưới cái hình thức là gì các bạn? Bắt chước về kiểu dáng công nghiệp, tức là cái hình dáng của cái tên tương tự vậy. Ví dụ như là Lavita hoặc là Lavier, đó là thêm một cái đuôi vô nữa ha, thì người tiêu dùng rất là dễ nhầm lẫn cái thương hiệu Lavie rất là nổi tiếng này với những cái thương hiệu khác có thể là kém chất lượng hơn ở những cái công ty nhỏ hơn, và người ta gọi là lợi dụng cái sự không để ý của khách hàng, cái sự nhầm lẫn của khách hàng để bán trộn vào. Tức là người ta, tức là những người ta mua, người ta cứ nghĩ là người ta mua Lavie nhưng mà không phải Lavie, tại vì người ta bị nhầm lẫn ha. Thì các bạn nghĩ là nó Lavie gần như rơi vào cái khủng hoảng, bởi vì là không thể nào ngăn chặn được, và thậm chí là khách hàng bị nhầm lẫn quá nhiều trong cái việc là phân biệt giữa thương hiệu Lavie và các cái thương hiệu bắt chước khác. Thì Lavie đã phải làm gì các bạn, coi như là thay đổi hàng loạt ha, thay đổi hàng loạt luôn, tức là thay đổi về kiểu dáng công nghiệp nè, và thay đổi về bao bì, và làm một cái đồ gọi là hàng tồn lên thị trường về, và đẩy bao bì mới ra vào đúng một cái giai đoạn đó. Thì những cái thằng kia coi như là, và kiểu dáng đã được đăng ký rồi, tất cả mọi thứ đã được đăng ký, cho nên là mới chấm dứt được cái tình trạng là nhầm lẫn như vậy. Và Lavie cũng đã phải đẩy một cái chương trình truyền thông để truyền thông cho khách hàng cái sự nhận biết là Lavie đã ra một cái kiểu dáng công nghiệp mới đã được đăng ký như vậy, để cho khách hàng nhận biết. Và những cái yếu tố vô hình khác nữa thì nó cũng thuộc về cái phần phần không phát âm được. Rồi. Ví dụ như các bạn thấy cái hình ảnh cái logo này, để cô phóng to nó lên để chúng ta thấy. Rồi đây, các bạn có nhận biết được cái logo này của thương hiệu nào không? Rõ ràng là rất là dễ rồi đúng không? Prudential. Thì đối với cái logo này đó, thì các bạn mặc dù chúng ta chưa có học về gọi là thiết kế ha, nhưng mà có bạn nào biết được ý nghĩa gọi là cái ý nghĩa tiềm ẩn mà sâu xa mà Prudential thể hiện thông qua cái thiết kế logo này không các bạn? Các bạn nào biết không? Thì các bạn thấy là gì ạ? Đối với cái logo của Prudential này á, thì nó đã các bạn biết cái gương mặt này, rõ ràng là có một gương mặt đúng không? Các bạn có biết là cái chỗ này này, cái phía trước gương mặt này, các bạn có đoán nó là gì không ạ? Các bạn có đoán biết được nó là gì không? Các bạn nào đoán thử giùm cho cô là gì đây? Dạ cái gương. À, cái gương đúng không ạ? Các bạn có thể thấy hình hình dung là một người đang cầm một cái gương tròn tròn. Các bạn thấy mấy người ngày xưa, đặc biệt là các bạn có đọc thần thoại Hy Lạp á, thì nó hay sử dụng những cái gương tròn tròn này, nhìn nó rất là quý sở tập đó ha. Thì cái người này đang cầm một cái gương như vậy, với cái ý nghĩa là các bạn soi gương để làm gì ạ? Mình soi gương để làm gì các bạn? Mỗi buổi sáng dậy các bạn soi gương, hoặc là trước khi đi ra đường các bạn soi gương để làm gì? Làm gì các bạn? Mình chỉnh mình lại đúng không? Mình chỉnh lại, mình tự mình coi thử coi là mình có bị gì không, mình có một cái khuyết điểm nào đó ở trên gương mặt mà cần phải chỉnh lại cho nó tươm tất, cho nó đường hoàng trước khi mình đi ra đường không? Thì khi mà các bạn thấy là Prudential người ta thiết kế một cái logo, đó là người ta sử dụng cái hình ảnh của vị thần chiến thắng ha. Thì cái gương mặt mà các bạn thấy ở trên màn hình đó là cái gương mặt của vị thần chiến thắng. Và tại sao lại chọn vị thần chiến thắng? Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta đặt tên hoặc là chúng ta mở một cái công ty, hoặc đặt tên cho một đứa con, một đứa cháu hay gì đó chẳng hạn, thì các bạn cũng thấy là mình gửi gắm cái niềm hy vọng và cái mong muốn của mình vào trong đó.
Ví dụ như là các bạn thấy ở Việt Nam mình người ta hay đặt tên công ty là cái gì đó có chữ Pháp, đúng không? Đặc biệt là ở cái quan điểm nó xuất phát từ những người Tàu, đúng không? Ví dụ như là Tân Hiệp Phát rồi cái gì Kim Đại Phát, là nói chung có từ Phát Phát ở trong đó để thể hiện cái việc là chúng ta phát triển và chúng ta càng ngày càng to bự ra đó. Thì ở đây cũng vậy, nó sự cái sự thành công ở trong hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên là một cái vị thần chiến thắng, nhưng mà họ luôn luôn là gì các bạn, cầm một cái gương nhìn mình ở trong đó để hoàn thiện mình hơn và một ngày càng hướng tới cái sự hoàn mỹ hơn, là ý nghĩa như vậy. Cái đường nét ở trên mặt thì cũng thể hiện rất là thanh thoát ha. Rồi các bạn thấy nè, cái khu vực bên này này là các bạn thấy, các bạn biết chỗ này là gì không các bạn? Chỗ cô đang chỉ này, các bạn thấy nó có hình gì ạ? À? Hình mũi, mũi tên hướng lên, đúng không? Hình mũi tên hướng lên. Thì các bạn thấy là đây là cái chỗ này là một cái nét của gương mặt, đúng không? Và giống như đeo một cái hoa tai vậy đó ha. Thì các bạn thấy là hoa tai, hoặc là các bạn có thể hình dung là tóc hay một cái gì đó, nhưng nó được thiết kế bởi một cái mũi tên hướng lên, thể hiện cái sự phát triển đi lên ha. Và một cái đoạn cong 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 ngay chỗ này nè, các bạn thấy nó thấy giống cái hình gì các bạn, cái đoạn cong cong mà quấn quấn chỗ chỗ cái mũi tên đó. Hình ảnh của một con gì các bạn, con rắn ha. Thì con rắn ở trong thần thoại là, và cái bản chất của con rắn á, thì nó thể hiện cho cái sự khôn ngoan ha, khôn ngoan và tinh nhạy đó. Thì nó cũng đưa một cái thiết kế, một cái nét thiết kế về một cái yếu tố nữa, đó là cái sự ngôn khôn ngoan ở trong kinh doanh và tinh nhạy ở trong kinh doanh vào đây. Rồi một yếu tố nữa là các bạn thấy là gì ạ? Đây là cái khăn, rồi thấy khăn cột ở trên đầu nhìn trông đẹp màu đỏ này. Rồi ở trên đây cái tóc này, các bạn thấy những cái vệt tóc và những cái sợi tóc ở trên đầu không ạ? Thì nó thể hiện cái nếp nhăn não. Thì các bạn học về sinh học rồi các bạn thấy là những cái người mà cái nếp nhăn não nó nhiều á, thì là các bạn biết chất xám nhiều đúng không ạ? Và chất xám nhiều thì thể hiện cho cái sự là thông minh nhiều hơn. Đó, thì các bạn thấy là ở đây phân tích một tí xíu về cái gọi là cái phần không phát âm được là thông qua cái logo của Prudential. Còn cái tên của nó nhỉ, cái Prudential này cũng ghép từ cái Prudence đúng không ạ? Prudence là cái niềm tin, cái sự tin tưởng. Và khi vào thị trường Việt Nam á, thì Prudential này cũng đã tìm hiểu rất là rõ về cái văn hóa của người Việt Nam. Thì các bạn thấy là trong những cái đặt tên cho những cái gói sản phẩm á, người ta cũng tìm hiểu và người ta đặt những cái tên nó rất là phù hợp. Ví dụ như là ở Việt Nam mình á, thì ai cũng thích giàu có hết đúng không? Và người ta đặt phú, ví dụ như là cái hợp đồng bảo hiểm gọi là phú, ví dụ như là phú an sinh giáo dục chẳng hạn, đó là một cái bảo hiểm về về giáo dục. Thì các bạn thấy cái từ phú ở trong tiếng Việt của mình á là giàu có đúng không ạ? Phú ông nó là cái ông nó giàu á. Thì các bạn thấy khi mà người ta đặt tên như vậy đó, thì các bạn thấy là nó cũng có một cái điểm tương đồng với chữ rù này, cái từ phú đó, đúng không ạ? Cũng có chữ p và có chữ u ở trong đó. Và nó rất là phù hợp với cái thị trường của Việt Nam chúng ta. Thì các bạn thấy là nó thể hiện qua rất là nhiều các cái yếu tố ha, từ cái phần phát âm được cho tới cái việc là không phát âm được. Cái phần không phát âm được thì khi chúng ta thiết kế, chúng ta cũng nên thể hiện những cái đặc trưng của công ty vào ở trong đó. Thì qua cái phần chương thiết kế thương hiệu thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái nội dung này ha các bạn ha. Thì chúng ta thấy là một thương hiệu thành công á, thì nó đòi hỏi là gì? Phải kết hợp toàn bộ những cái yếu tố rất là đa dạng với nhau, và khi kết hợp như vậy thì nó phải nhất quán và nó phải được duy trì ở trong một cái giai đoạn nào đó để mà nó có thể ghi được cái dấu ấn cho khách hàng. Và chúng ta phải tạo được cái giá trị của thương hiệu và cái tầm ảnh hưởng của thương hiệu đến trong tâm trí của mình. Rồi thì các bạn thấy đó là một vài nét về, để mà chúng ta có thể hiểu được về thương hiệu.
không ạ, hiểu một cách rõ nét hơn về thương hiệu và cấu tạo phân biệt được về giữa cái sản phẩm mà không có thương hiệu và một cái sản phẩm mà có thương hiệu ở trong đó, rồi phân biệt được và phân tích được thương hiệu thì gồm có những thành phần nào ở trong đó về mặt gọi là về mặt chức năng của nó ha, về 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 gọi là cái phần về kỹ thuật của nó. Chứ còn nói tới cái phần mà về marketing á thì là nó lại tiếp cận ở một cái khía cạnh khác ha. Đó là khi mà chúng ta đi vào việc là làm thế nào để xây dựng được cái phần gọi là không đo lường được của nó đó, cái phần hồn của nó đó, cái phần vô hình của nó đó, thì toàn là những cái yếu tố vô hình thôi. Thì tới cái chương gọi là các cái yếu tố tạo nên giá trị thương hiệu đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái nội dung đó. Còn ở đây ví dụ như là phần phát âm được, phần không phát âm được thì vẫn là những cái yếu tố về kỹ thuật thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là hiểu sơ khởi về thương hiệu rồi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu lý do vì sao lại có cái sự xuất hiện của thương hiệu đó. Vì sao lại có cái sự xuất hiện của thương hiệu và nó xuất hiện từ khi nào? Đó là cái lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu á. Thì để mà các bạn có thể nắm được và tóm tắt lại những cái nội dung mà chúng ta trao đổi cũng như là thấy được cái tầm quan trọng của thương hiệu thì chúng ta sẽ xem một cái đoạn nội dung sau. Rồi, vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa mới được xem xong ha, một cái đoạn tóm tắt ha lại cái tầm quan trọng của thương hiệu, cái xu hướng của việc phát triển thương hiệu và thể hiện ở trên đó cũng một phần về cái lịch sử ra đời của thương hiệu đúng không các bạn? Thì các bạn thấy là đối với clip vừa rồi khi nói về lịch sử phát triển của thương hiệu đó thì các bạn thấy là nó xuất phát từ những cái lý do rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là cái thời Hy Lạp cổ đại đến thế kỷ thứ 11 á thì là cái lý do ra đời đó là người ta đánh dấu cái quyền sở hữu ha. Ví dụ như hồi nãy các bạn thấy là ngày xưa đó người ta mỗi người nuôi một cái đàn trâu, một cái đàn bò rất là nhiều, xong rồi thả ra ngoài đồng, xong rồi đến lúc mà lùa về hoặc là đến lúc mà có tranh chấp và nhận diện con bò của mình cũng giành nhau chẳng hạn, hoặc là khẳng định con bò này của tôi, bên kia cũng giành con bò này của tôi, giờ không biết làm sao hết. Tại vì người ta có thể là người ta, các bạn biết là người ta nung một cái dấu sắc đỏ lên, các bạn xem phim ngày xưa các bạn cũng thấy đó, người ta
nung một cái dấu sắc đỏ này, ví dụ như là con bò của cô tên Trâm, cô làm chữ T xong cô nung sắc đỏ của in vô cái mông đó, nên mông con bò nào có chữ T là thuộc quyền sở hữu của cô chẳng hạn. Hoặc đơn giản hơn là nó xuất phát từ cái nhu cầu gọi là trang trí cái vật phẩm theo cái tính bản năng thôi. Ví dụ khi mà cô tạo ra một cái dĩa nên từ cô nặng năm, thì khi các bạn thấy là cái sự phát triển của cái ý thức con người á, thì nó cũng sẽ tạo ra những cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là nhu cầu về mặt thẩm mỹ chẳng hạn, thì cô không thích là nó để trơn vậy đâu, nhưng mà cô muốn là mình tạo ra một cái gì đó nó phải đẹp hơn, thế là cô vẽ cái hoa trên nó, hoặc là cô vẽ những cái hình zigzag hoặc là kẻ gì trên nó chẳng hạn, để khi mà cô đưa ra thì người ta phân biệt được là cái này của nhỏ này làm nè. Cái kiểu mang tính rất là bản năng. Thì nó cũng bởi vì mang tính rất là bản năng và tự nhiên như vậy đó, cho nên nó cũng thể hiện được, nó được thể hiện dưới những cái dạng đơn giản. Ví dụ như là dấu hiệu như hồi nãy cô nói là mình làm một cái sắc xong mình in lên đó. Rồi là những cái nét, những cái đường thẳng, những cái điểm xong rồi mình nối lại với nhau và nó được khắc trên những cái vật phẩm hoặc là những công cụ sản xuất. Rồi các bạn thấy là để mà tiếp theo cái quá trình phát triển đó, nó thì các bạn những cái vật chứa đựng cái phẩm cái làng là những cái ngon so với những vùng khác chẳng hạn, thì để mà người ta nhận của người tiêu dùng cần có cái dấu ấn để mà xác nhận phân biệt được những cái sản phẩm có chất lượng, thì nó bắt đầu mang cái tính đó là cạnh tranh và tạo cái sự khác biệt rồi đúng không? Thì đó, nó là những cái dấu hiệu, những cái tên tuổi của những cái vùng hoặc là những cái nhà sản xuất trên những cái sản phẩm mà được đem trao đổi ở trên thị trường. Và phát triển hơn nữa, từ thế kỷ thứ 15 tới thế kỷ thứ 19, thì cái lý do ra đời của nó đó là cái nhu cầu nhận diện nè, phân biệt nè. Rồi nó thông qua những cái tín hiệu truyền thông tin về những cái hình ảnh của doanh nghiệp của chúng ta, dưới dưới cái sự quản lý của doanh nghiệp, cũng như là của các cái cơ quan nhà nước, và hình thức tồn tại của nó đó là những cái dấu hiệu nó được thể hiện dưới dạng là có cái tính quy chuẩn cao và chặt chẽ, cũng như là điểm hiện tại thì người ta sẽ phân biệt và mua sản phẩm dựa trên cái yếu tố là hình ảnh vô hình, hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp hoặc là của một cái sản phẩm nào đó, và nó thông qua cái hoạt động truyền thông marketing cũng như là thông qua những cái yếu tố về dịch vụ hoặc là con người, những yếu tố về về nhân sự có thể tạo ra được cái cảm nhận đó cho khách hàng. Ví dụ như là cà phê Starbucks chẳng hạn, thì người ta định vị cái thương hiệu của họ thông qua cái dịch vụ của nhân viên thân thiện, chiều lòng khách hàng chẳng hạn, thì đó là yếu tố con người nó tạo ra cái cảm nhận cho khách hàng và tồn tại dưới cái những chủ yếu là tồn tại dưới cái gì các bạn, dưới những cái hệ thống hoặc là những cái giá trị cảm nhận vô hình mà rất khó nói được bằng lời. Đúng không? Ví dụ như các bạn yêu thích một cái thương hiệu nào đó, hay là các bạn mua sắm mà các bạn thiên về việc chọn cái thương hiệu đó, nhưng mà hỏi các bạn là hỏi mà họ hỏi lý lẽ các bạn ra là vì sao đó, thì có khi không trả lời được đúng không? Các bạn nói là tại vì cái này là đẹp nhất, cái này là tốt nhất, vậy người ta đặt câu hỏi là gì, vậy thì bạn đã từng sử dụng tất cả các cái sản phẩm khác tương tự như vậy chưa, và nó và các bạn so sánh chất lượng chưa, chứ chưa mà, nhưng mà tôi vẫn cho rằng là tốt nhất hả? Thì các bạn thấy là gì, để mà chúng ta có thể tạo ra được những cái hình ảnh như vậy đó, thì cái dấu ấn thương hiệu của một doanh nghiệp đó, nó phải thống nhất và nó có cái bản sắc rõ ràng về cái hệ thống giá trị mà chúng ta muốn truyền gửi tới cho khách hàng. Thì các bạn, như cái buổi đầu tiên cô nói với các bạn đó, thì khi nói về thương hiệu á, nó vừa trừu tượng, nó vừa trừu tượng và nó vừa kỳ lạ nữa.
Bởi vì cô nói với các bạn học ở đây thì có cái thuật ngữ về thương hiệu, nhưng mà các bạn tra về hệ thống luật của Việt Nam thì nó không có cái thuật ngữ về thương hiệu ha. Cho nên là nếu như chúng ta có thời gian, hoặc là sau này mà bạn nào mà gọi là làm việc hoặc là nghiên cứu chuyên sâu về cái hoạt động thương hiệu á, thì các bạn phải tiếp cận nó ở dưới hai cái góc độ khác nhau ở Việt Nam của chúng ta. Ở hai cái góc độ khác nhau, thì cái góc độ thứ nhất đó là các bạn tiếp cận về cái góc độ về ha. Thì cái pháp lý ở đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái tài liệu mà chúng ta căn cứ vào đó để mà đọc và hiểu về thương hiệu và luật Việt Nam thôi nha các bạn nha, chứ không luật quốc tế nha, vì chúng ta đang ở Việt Nam mà. Ví dụ như là các bạn có thể tham khảo ở điều số 84 này, điều 785, 786 của cái bộ luật dân sự này, nó sẽ quy định về một số các cái khái niệm ha. Điều 10 này của nghị định 54, 54 năm 2000 thì phải, của nghị định của chính phủ ha. Rồi nó được thay đổi, nó được bổ sung ở điều số 14, cũng ở cái nghị định 54 luôn, cũng như là điều số 6 của hiệp hiệp định thương mại Hoa Kỳ. Tại vì chúng ta có tham gia một số các cái hiệp hội về thương hiệu quốc tế các bạn, nào thì nó cũng sẽ căn cứ vào đó để mà nó quy định. Thì ví dụ như là dựa vào cái điều số 1 dụ số 5 vào ngày 1 tháng 4 năm 1952 á, thì các bạn thấy là một cái nhãn hiệu hoặc là một cái thương hiệu thì nó được quy định đó là các cái danh từ ha, người ta quy định là danh từ để mà có thể phân biệt rõ rệt được gọi là cái danh hiệu này, cái biểu ngữ này, cái dấu in nè, tem nhãn hình nổi nè, chữ số giấy vân vân, và những cái tiêu biểu khác để mà phân biệt cái sản phẩm hoặc là cái thương hiệu, thì nó quy định rõ là cái danh từ rồi, sản xuất hoặc là cơ sở kinh doanh khác nhau. Thì ở cái điều 784 này đó, thì nhãn hiệu hàng hóa nó được công nhận, đó có thể là từ ngữ nè, hoặc là hình ảnh nè, hoặc là sự kết hợp của những cái yếu tố đó, và được thể hiện có thể là một hoặc là nhiều màu sắc khác nhau. Rồi là quy định về kiểu dáng công nghiệp thì nó được quy định vào cái điều 785 và điều số 5 của nghị định 63 của chính phủ, đó là quy định về kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp tức là cái hình dạng á các bạn, cái hình dạng của cái hộp hoặc là của cái thiết kế vân vân, thì nó được quy định là gì? Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, ví dụ như hình tròn, hình vuông, hình trái tim gì đó, nó được thể hiện bằng những cái đường nét này, những cái hình khối này, những cái màu sắc, hoặc là sự kết hợp của các yếu tố này lại, dùng làm mẫu để mà chúng ta chế tạo cái sản phẩm công nghiệp hoặc là thủ công nghiệp. Thì nó sẽ quy định như vậy. Rồi nó có những cái quy định về chỉ dẫn địa lý ha. Chỉ dẫn địa lý thì nó không phải là thương hiệu nha các bạn. Tại vì thậm chí là có nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn bị nhầm lẫn giữa cái chỉ dẫn địa lý và cái thương hiệu. Thì về cái nguồn gốc xuất xứ ha, nguồn gốc xuất xứ của cái hàng hóa, và nó một 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 cái tên á gọi là chỉ dẫn địa lý á, nó được công nhận khi mà nó đáp ứng các cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là nó là có thể là dưới dạng từ ngữ nè, hoặc là dưới dạng là hình ảnh nè, biểu tượng nè, dùng để chỉ một cái quốc gia, một cái địa phương, một cái vùng lãnh thổ nào đó, thuộc một cái quốc gia nào đó ha, và nó thể hiện trên hàng hóa bao bì hoặc là những cái giấy tờ giao dịch liên quan tới cái hàng hóa đó, để mà nó chỉ rõ rằng là hàng hóa này có nguồn gốc tại một cái quốc gia nào đó, gọi là chỉ dẫn địa lý ha. Rồi cái tên gọi xuất xứ hàng hóa thì là tên địa lý của một nước ha, và nó cũng dùng để
hoặc là có những cái yếu tố ưu việt khi mà nó xuất xứ từ cái vùng đó, có thể liên quan tới những cái yếu tố tự nhiên hoặc là con người hoặc là làng nghề truyền thống vân vân, hoặc là kết hợp những cái yếu tố đó lại. Rồi là người ta quy định về cái tên thương mại. Cái tên thương mại tức là cái gọi là cái trade name á ha, là ở trong luật của chúng ta thì nó quy định ở cái điều luật số 14 của nghị định 52 năm 2000 á, thì là tên gọi của tổ chức hoặc là của cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh, và nó phải đáp ứng đủ cái điều kiện là gì ạ? Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó, là nó tập hợp được bởi những cái chữ cái hoặc là những cái chữ số có thể là phát âm được. Ở nó cái tên thì phải phát âm được các bạn ha. Rồi đó là cái gì các bạn, đó là cái trade name ha. Còn cái brand name á, cái nhãn hiệu hàng hóa, thì cái luật của Việt Nam của chúng ta được quy định ở điều số 6 của Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ, đó là cái nhãn hiệu hàng hóa thì sẽ được cấu thành bởi dấu hiệu của bất kỳ sự kết hợp nào giữa chữ và số, miễn là nó có thể phân biệt được hàng hóa giữa cái thương hiệu này và các thương hiệu khác. Đồng thời là khi mà chúng ta đi sâu vào đó thì chúng ta sẽ thấy là nó phải đáp ứng một số các yếu tố nữa, có thể là ví dụ như là không trùng hoặc là không quá gần với những cái thương hiệu đã được đăng ký trước. Rồi ví dụ như là điều 782 nè, điều 782, 783 của Bộ luật dân sự á, thì nó quy định về về bằng sáng chế, tức là những cái thuật ngữ này nó sẽ liên quan tới thương hiệu ở Việt Nam của chúng ta ha. Thì sáng chế thì được quy định đó là những cái giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ ở tại khu vực đó hoặc là trên thế giới, và có khả năng áp dụng vào các cái lĩnh vực về kinh tế xã hội. Rồi đó phải là một cái giải pháp hữu ích, một cái phải giải pháp hữu ích và cũng có cái khả năng áp dụng trong các cái lĩnh vực kinh tế, tức là nó vừa phải mới mà nó vừa phải hữu ích nữa, chứ không phải nó mới nhưng mình không hữu ích gì thì cũng không gọi là bằng sáng chế. Đó là thương hiệu mà chúng ta tiếp cận như góc độ về pháp lý. Còn như thương hiệu mà chúng ta tiếp cận như góc độ về marketing, như là chúng ta nói từ buổi đầu tiên tới giờ đó, thì các bạn thấy là thương hiệu tức là cái brand ấy là một cái cảm xúc một cái cảm xúc, một cái ấn tượng, một cái cảm nhận nào đó của khách hàng, của công chúng về một cái sản phẩm, của một dịch vụ công ty. Ví dụ như người ta có thể là cảm nhận đó, có thể là cảm nhận tốt là yêu thích đúng không ạ, hoặc là một cái cảm nhận xấu là người ta không thích, người ta ghét về cái thương hiệu đó, thì cũng là một cái cảm xúc do cái thương hiệu tạo ra. Thì và khi nhiều cá nhân khách hàng tức là một nhóm, một cái cộng đồng người khách hàng á, mà người ta có cùng một cái cảm xúc như vậy và người ta tiếp cận với cái thương hiệu đó để mà chia sẻ những cái cảm xúc đó và dẫn tới việc yêu thích, hoặc là thậm chí cô nói hồi nãy là tẩy chay những cái sản phẩm, những cái dịch vụ của một công ty nào đó, thì được xem là thương hiệu. Nếu như chúng ta hiểu dưới cái góc độ là từ cái cảm nhận của người tiêu dùng, từ cảm nhận của người tiêu dùng, cho nên là chúng ta phải tiếp cận ở hai góc độ. Vậy thì các bạn sẽ thấy thông qua cái đoạn trình chiếu hồi nãy đó, thì chúng ta cũng thấy được thương hiệu, chúng ta cũng có thể coi đó là những cái nỗ lực của một cái cá nhân hoặc nỗ lực của một công ty để mà chúng ta xây dựng thành công nên cái gọi là cái giá trị khác biệt, giá trị khác biệt của bản thân công ty, bản thân sản phẩm đó, để mà làm hài lòng khách hàng và tạo được một cái gọi là cái giá trị cảm xúc nào đó ở trong lòng khách hàng. Cho nên là để mà xây dựng được cái giá trị cảm xúc này không phải là dễ dàng, và bất cứ một cái doanh nghiệp, một cái sản phẩm nào cũng có thể xây dựng được một cách hiệu quả đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì các bạn thấy là rất là nhiều các cái công ty người ta đã làm được cái điều đó. Ví dụ như là trong cái slide nãy các bạn thấy được là cái giá trị của thương hiệu Coca-Cola đúng không? Thì các bạn biết là Coca-Cola này, cái nguồn gốc ra đời của Coca-Cola là từ đâu? Từ một cái dược sĩ người Mỹ, tức là cái ông này ổng là dược sĩ ở Mỹ và ổng bào chế gọi là cái thuốc an thần đó các bạn, bằng cái lá và cái cây của cái lá của cây coca và cái rễ của cây cola. Thì khi mà khách hàng, khi người ta uống, thì khi người ta một một ngày đó người ta vô tình hoặc hữu ý gì đó, người ta trộn
cái soda cộng với lại là cái thuốc mà cái dược sĩ này bào chế ra thì người ta thấy cái vị rất là ngon ha. Và nói lại với cái ông dược sĩ này, và cái ông dược sĩ này ông bắt đầu nghĩ ra cái cách pha chế thử thành một cái loại nước giải khát, và cái vị nó uống rất là ngon ha. Nhưng mà cái ông dược sĩ này, bởi vì là ông không có cái tài về marketing bán hàng nên ông không thể nào bán hàng ra thị trường thành công được. Tới ông thử bán nhưng mà bán không được, bán được có vài chai rồi thôi luôn ha. Cho nên là các bạn thấy là có một người ở trong cái khu vực đó biết cái tin này, và cái người này thì họ chuyên về bán hàng, tức là cái nhà buôn á, một cái người buôn lái họ đã đề nghị mua lại cái tờ công thức của cái ông này, và cái thời điểm nó là bán 30, cô đọc cũng lâu rồi cô cũng nhớ chính xác nữa, mà là ba mươi mấy ngàn, 38.000 mấy trăm đô hay gì đó, khoảng một cái khoản tiền rất là nhỏ thôi cho việc sở hữu cái công thức này. Và khi mà mua lại với cái số tiền này thì cái nhà buôn này họ nhận được cái gì ạ? Họ nhận được một cái lon gọi là Coca-Cola, và cái thời điểm đó gọi là một cái lon soda đó, cái lon nước đó đó, cộng với một cái tờ giấy công thức rất là nhầu nhĩ. Nhưng mà qua một cái công cuộc thương mại hóa dưới dạng nước uống có ga thì các bạn biết ngày nay Coca-Cola đã trở thành một cái thương hiệu rất là lớn rồi. Thì các bạn thấy hồi nãy là vào năm 2010 thì định giá của thương hiệu Coca-Cola nó đã lên tới bao nhiêu các bạn? Cô không biết đọc cái số đó là bao nhiêu nữa, tại vì nó có quá nhiều số không đi đó các bạn. Đã trừ ra 6 số không thành triệu rồi, nó vẫn còn 70 70 ngàn mấy trăm đó, đúng không? Nó rất là lớn, nói chung rất là lớn ha. Và cái công thức của Coca-Cola hiện nay người ta gọi là một công thức vô giá, gọi là, và người ta cũng không bán luôn, và không thể nào định giá được đó. Không thể định giá được tại vì giá trị của nó rất là lớn, gọi là vô giá luôn ha, và nó được bảo mật rất là cao. Thì ngoại trừ những cái người sở hữu cao nhất, và cũng không biết là người ta gọi là ai thì được quyền tiếp cận, thì đó là mình cũng không biết được ha. Nhưng mà các bạn thấy là được bảo vệ một cách tuyệt đối và tối mật. Thì mặc dù là các bạn thấy là Coca-Cola mà các bạn uống ở Việt Nam được sản xuất ở đâu ạ? Được sản xuất ở công ty Coca-Cola Việt Nam mình, nó nằm đâu dưới Bình Dương đó, đúng không? Nhưng mà không phải là công ty Coca-Cola Việt Nam, hoặc là công ty Coca nào đó ở ở bang Cali, hoặc là ở Ấn Độ, hoặc là ở Trung Quốc, hoặc là bất cứ một cái nhà máy Coca-Cola nào ở trên thế giới này là biết được cái công thức, họ không biết được. Các bạn biết nó được bảo mật tuyệt đối mà. Vậy thì làm sao để sản xuất ra được cái nước Coca-Cola tại nhà máy? Nó nhập về nguyên cái thùng, gọi là cái thùng nước cốt đậm đặc, tức là nó nhập về những cái can, những cái thùng nước nước cốt đậm đặc ha, và nó được pha ra với một cái tỷ lệ nào nó thành cái nước đóng chai. Và các cái công ty á, người ta chỉ nhận được cái công thức pha chế đó thôi, tức là từ cái syrup đậm đặc á, và người ta pha ví dụ như là bao nhiêu nước và bao nhiêu ga, hoặc là những chất phụ gia gì vân vân, người ta nắm được công thức pha chế đó thôi, tức là pha loãng ra thôi. Còn làm thế nào để tạo ra được cái syrup đậm đặc đó thì không ai biết được hết á. Thì các bạn thấy là nó được bảo mật rất là kỹ ha. Rồi hồi nãy ở trong cái đoạn trình chiếu của chúng ta thì các bạn cũng thấy là nó xuất hiện rất là nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng. Ví dụ như là con người, đúng không? Con người cũng được gắn gắn thương hiệu, con người thực tế cũng được gắn thương hiệu, mà con người gọi là giả định được xây dựng cũng có thể được gắn thương hiệu luôn. Ví dụ như các bạn thấy thương hiệu là Spider-Man, siêu nhân gì đó các bạn, mấy 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 cái nhân vật siêu nhân, người nhện, người gì gì đó, đúng không? Con nít rất là thích. Và nói tới gì gọi là Superman ai cũng biết hết á, Spiderman ai cũng biết hết, đó là một 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 gì các bạn, một cái thương hiệu luôn, nhưng mà đâu có thật đâu. Rồi con người cũng là một cái thương hiệu, ví dụ như Lady Gaga, ví dụ như là David Beckham, ví dụ như là Donald Trump chẳng hạn, vân vân. Ví dụ như là các bạn biết Richard Branson không ạ? Richard Branson là cái người mà sở hữu cái thương hiệu Virgin. Thì các bạn thấy hồi nãy có trong cái đoạn trình chiếu cho các bạn đó, thì có một cái thương hiệu gọi là Virgin, cái chữ nó màu đỏ 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 đó, thì các bạn biết là cái thương hiệu Virgin này dịch ra tiếng Việt nó gọi là trinh nữ, đúng không?
còn nguyên á ha, thì các bạn thấy là công ty này do một người rất là thú vị sở hữu, đó là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới, Richard Branson. Thì cái ông này lúc đầu á yếu là bán những cái băng đĩa trò chơi, đó là những cái băng đĩa trò chơi, cái những cái gọi là cái media store của ổng á. Thì là ổng phát triển sang những cái lĩnh vực khác, ví dụ như là ngân hàng, ví dụ như là các cái ở cái kênh truyền thông, ví dụ như là kênh kênh TV, kênh truyền thanh, truyền hình ha, rồi những cái phòng thu các bạn. Tức là ổng thì ổng dựa trên cái việc bán băng đĩa, cho nên là ổng phát triển về cái lĩnh vực về về phòng thu nữa, vân vân, rất là nhiều cái thương hiệu, và ổng có đưa ra một cái thương hiệu gọi là nổi tiếng trên thế giới và gần như là độc quyền á, tức là Virgin Galactic. Thì đây là một cái thương hiệu do ổng sở hữu, một cái công ty được thành lập với cái nhiệm vụ là đưa khách hàng vào không gian, đưa khách hàng vào không gian. Thì cái Virgin Galactic này nó hình như là cô không có nhớ rõ cái mức khách hàng phải chi, nhưng mà tầm độ cái thời điểm mà đưa ra cái dịch vụ này cũng rất là lâu rồi, chứ không phải thời điểm bây giờ ha. Nhưng mà một người như vậy phải trả khoảng cỡ trên 1 triệu đô để mà được đưa vào trong một cái phi thuyền và đưa ra ngoài không gian, như bay vòng ở trên đó xong đáp xuống lại đó. Thì các bạn thấy là có những cái lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà gần như là nó vượt vượt qua cái sự tưởng tượng của mình luôn đó, nhưng mà vẫn có người sử dụng. Đó là tới cái thời điểm khoảng cỡ năm 2010 thì thống kê là khoảng cỡ cỡ 3 hay 4 người gì đó đã sử dụng cái dịch vụ này để đi vào không gian. Rồi các bạn thấy là nói về cái thương hiệu của con người chẳng hạn, thì ví dụ như là Donald Trump đúng không, tổng thống của Hoa Kỳ. Và các bạn biết khi nói tới Donald Trump trước đây, không ai nghĩ tới một ngày Donald Trump có thể đảm nhận cái chức vụ là tổng thống Hoa Kỳ. Cho nên là trong cái lúc mà tranh cử cái chức tổng thống Hoa Kỳ thì cái truyền thông marketing của ông phải cực kỳ mạnh luôn, phải cực kỳ mạnh luôn, phải cực kỳ giỏi luôn. Bởi vì sao? Bởi vì Donald Trump là một cái thương hiệu cá nhân mà trước đó là rất tai tiếng, đúng không? Thì các bạn thấy là gì? Nổi tiếng thì người ta thường là hình dung tới cái gì đó tích cực, nhưng mà tai tiếng thì cũng là một hình thức nổi tiếng nhưng mà không tích cực lắm, đúng không? Tại vì sao? Tại vì Donald Trump khi mà ông trở thành tỷ phú, người giàu có, thì ông sẽ dựa vào bất động sản và giải trí, và đặc biệt là ông kinh doanh hoạt động ở cái lĩnh vực là sòng bài ha. Và khi nói tới Donald Trump thì người ta luôn luôn hình dung tới một cái thương hiệu đó nổi tiếng, là ông lại Trump Agency, tức là những cái công ty về người mẫu, những cái công ty về sở hữu những cái cô gái nào đẹp và training để tham gia những cuộc thi hoa hậu, và thậm chí là cái agency Donald Trump này tổ chức bao thầu những cái cuộc thi hoa hậu rất là lớn ở tại Mỹ. Thì các bạn thấy là khi ông Trump ổng xuất hiện thì luôn luôn liên quan tới bài bạc và liên quan tới gái đẹp, thì rõ ràng một hình ảnh nó cũng có đẹp rồi ha. Và trong cái quá trình phát triển kinh doanh của ổng á, thì ổng là một con người gọi là rất là muốn phát triển cái thương hiệu cá nhân của mình, mà chứng tỏ cái thương hiệu cá nhân của mình và tất cả các lĩnh vực mà ổng tham gia vào. Ví dụ như là ổng có bán trà ha, và ổng cái thương hiệu của nó là Trung Ti ha, thì là bán với khoảng cỡ 12 đô một hộp nhỏ nhỏ thôi, gọi là trà cho quý sở tập đó. Rồi ổng cũng qua nước uống đóng chai với cái tên thương hiệu là Trump Ice. Rồi là ổng cũng mở cả tòa soạn báo nữa ha, Trump Magazine. Rồi là ổng bán cả thịt bò, ổng bán thịt bò cấp đông, và không biết là thịt bò cấp đông gọi là cái thương hiệu chung này nó chất lượng như thế nào, nhưng mà rất là mắc. Tức là ông bán ra là 99,55 đô cho một lát, và một lát của nó dao động khoảng cỡ từ 100 cho tới 140 gram. Thì các bạn thấy cái giá nó rất là mắc ha. Rồi cũng liên quan tới cái lĩnh vực về về bài bạc của mình á, thì ổng cũng có phát triển một cái thương hiệu, một cái trò chơi gọi là Trump Monopoly. Đó là một cái trò chơi về cờ tỷ phú á. Rồi các bạn biết là những cái hoạt động về kinh doanh người mẫu của ổng mất thì là dưới cái thương hiệu là Trump Agency. Rồi là ổng cũng kinh doanh về cái mảng nội thất trọn bộ, cũng đặt tên thương hiệu là Trump luôn. Và ổng cũng phát triển ra một cái lĩnh vực giáo dục, mở trường đại học Trump Unilever. Tuy nhiên là
lúc mà ông thành lập ra cái trường đại học á, và lấy cái tên Trung Unilever này đó, là cái giai đoạn gần như là chuẩn bị phá sản của ổng vào năm 60 tuổi của ổng á các bạn. À, bởi vì nó kéo hàng loạt những cái thương hiệu khác đi xuống. Thì cái Trung Unilever này đã nó gặp phải những cái phản ứng trái chiều của khách hàng, và thậm chí là đệ đơn kiện, rất là nhiều người kiện và học viên cũng kiện, bởi vì là cho rằng là Trung vi phạm pháp luật. Thì sinh viên á, người ta cho rằng Trung lừa đảo để mà thu tiền của họ rất là nhiều, trong khi đó khi vào học thì không được học một cái gì cả, giáo trình thì cũng không có đàng hoàng, giáo sư thì cũng không có những cái giáo sư giỏi, và được hưởng một cái hệ thống giáo dục như là đã hứa hẹn. Và gọi là tới cái giai đoạn mà Trump bị lôi vào hàng loạt các cái vụ kiện khác nhau liên quan tới hàng loạt những cái chuỗi thương hiệu của mình, và sự thất bại của một cái thương hiệu Trump Unilever, nó kéo hàng nó kéo theo cái sự ảnh hưởng của hàng loạt những cái thương hiệu khác gắn cái tên Trump này vào. Bởi vì các bạn biết là khi nói tới lĩnh vực về giáo dục thì rất là nhiều người quan tâm, đúng không? Rất là nhiều người quan tâm, kể cả những cái người có trí thức, tất nhiên những người có trí thức, những cái người mà làm trong những cái lĩnh vực về giáo dục nghiên cứu thì trước giờ không thích ổng rồi, và kéo thêm cái việc là gây tai tiếng ở trong cái lĩnh vực giáo dục nữa thì tạo nên một cái làn sóng rất là phẫn nộ. Do đó là thông qua cái câu chuyện của Trump thì người ta cũng đưa ra một cái câu hỏi là ồ vậy thì có nên gắn thương hiệu trên tất cả những cái sản phẩm của công ty không, thì nó sẽ gặp một cái rủi ro là một cái thương hiệu nào đó của chúng ta mà không vừa lòng khách hàng, gặp sự cố gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng liên lụy, gọi là dây chuyền á, hiệu chứng domino tới tất cả các cái thương hiệu khác của chúng ta, gọi là tẩy chay hàng loạt cái thương hiệu đó luôn. Nên là các bạn thấy là khi mà Trump ứng cử chức tổng thống Mỹ thì ông đã phải gì các bạn, tái định vị cái hình ảnh của mình, tại vì cái định vị hình ảnh của ông trong mắt khách hàng trước đó, trong mắt mọi người trước đó là gì, là một tỷ phú và rất là ăn chơi, rất là giàu có. Giàu có một phần nhưng mà ăn chơi nữa, một ăn chơi như vậy thì gọi là đảm nhiệm cái vị trí dẫn đầu của một đất nước thì liệu có được không? Cho nên là thật ra là ổng định hướng và ổng đã có một cả một cái quá trình nhà để định, gọi là định vị lại, tái định vị cái giá trị thương hiệu cá nhân của ổng để ổng có thể chạy một cái chương trình tranh cử nó hiệu quả, và cuối cùng thì ổng cũng đã đạt được cái kết quả đó là trở thành tổng thống Mỹ ha, khi rất là già rồi. Thì đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta lưu ý khi mà chúng ta phân biệt và tiếp cận cái nội dung về thế nào là thương hiệu ở hai góc độ về pháp luật cũng như là dưới góc độ về về luật pháp và dưới góc độ là marketing. Tuy nhiên là ở trong nội dung của môn học này thì các cái nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu phía sau á thì chủ yếu là chúng ta tiếp cận ở góc độ là marketing nha các bạn nha. Còn cái kỹ thuật về pháp luật á, những cái nội dung đó đó thì nếu cần thì cô sẽ cung cấp cho các bạn cái tài liệu để các bạn đọc thêm, nhưng mà cô nghĩ là rồi cứ tập trung vào cái nội dung này trước cái đã. Những cái kỹ thuật đó thì là thường là nếu như chúng ta không rành á thì chúng ta nhờ qua cái hệ thống trung gian, ví dụ như các bạn đi đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài hoặc là đăng ký độc quyền hoặc là kiện tụng gì đó, đó thì thường là đụng tới pháp luật đó, thì chúng ta phải mời cái bên mà nó gọi là hiểu rõ về luật, am hiểu về luật để mà đảm nhiệm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó. Rồi như vậy thì các bạn thấy là thương hiệu thì có thể được sở hữu bởi gì ạ? Được sở hữu bởi công ty, các bạn thấy là cá nhân cũng có thể sở hữu thương hiệu nữa, rồi một quốc gia cũng có thể sở hữu thương hiệu, đúng không? Thương hiệu của quốc gia, thương hiệu của địa phương, vân vân. Vậy thì các bạn sau khi chúng ta nghỉ giải lao thì chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung là vậy thì xưa cái sự sở hữu của thương hiệu nó được thể hiện ở dưới những cái trường hợp nào, đúng không ạ? Thì chúng ta nghỉ giải lao rồi chúng ta sẽ tiếp tục ha. Giờ nghỉ giải lao tí đã. Nghỉ khoảng cỡ 10-15 phút gì đó rồi quay lại nha các bạn nhé.